Mến chào quý vị và các bạn đang quay trở lại với kênh test âm thanh của Tiến Dũng Audio Sài Gòn. Hôm nay ngày 8 tháng 4 năm 2019, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn những thiết bị âm thanh đang có tại cửa hàng. Mọi nhu cầu mua sắm xin mời quý vị và các bạn hãy gọi cho Tiến Dũng theo số điện thoại 0989 034 764. Anh em ở quanh khu vực thành phố Hồ Chí Minh xin mời liên hệ trực tiếp địa chỉ số 115/24 đường Nguyễn Văn Quá, quận 12, thành phố Hồ Chí Minh. Ngày hôm nay, Tiến Dũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn mẫu loa Bose 601 Series 3 kết hợp với bộ rebound của thương hiệu Cover, tất cả đều đến từ Mỹ. Trước mắt quý vị là cặp loa Bose 601 Series 3 bản màu vàng. Đây là cặp loa rất nổi tiếng của thương hiệu Bose. Các anh em yêu âm thanh đều biết. Dòng này sử dụng e-căng 2 màu. Phía dưới là màu nâu và phía trên là màu sữa, màu kem, rất đẹp. Chúng ta sẽ cùng xem các tuyến loa của mẫu loa này. Cặp loa tình trạng hàng bãi, zin, đẹp. Trước mắt quý vị là các tuyến loa của mẫu loa Bose 601 Series 3. Dòng này sử dụng một bát 20cm màng giấy gân mút ở phía trước, một bát 20cm nữa ở phía check phía trên, 4 loa chép giấy loại 8cm, bộ lọc trang bị bóng đèn bảo vệ loa rất an toàn cho loa. Đây là tổng thể của phần thùng loa. Thùng loa được trang trí bên ngoài bằng gỗ lặng màu vàng rất đẹp. Cặp loa tình trạng hàng bãi, Mỹ, zin, đẹp, series trùng số đúng cặp. Ở đây anh em thấy có một vết chày nhỏ bằng khoảng 1cm. Nó rất nhỏ, gần như không đáng kể. Ngoài ra zin đẹp hết. Bose 601 Series 3 hàng của Mỹ. Dòng này thích hợp để anh em sử dụng nghe nhạc và hát karaoke trong các không gian tầm trên dưới 50m2. Tiếng của nó chi tiết sáng rõ, đặc biệt âm thanh của nó rất mạnh, thích hợp cho việc nghe nhạc và hát karaoke. 601 Series 3 anh em có thể phối ghép với hầu đa các dòng âm ly đàn ông tầm 2400 mã, 2000 AE, 2000 SE hoặc các dòng S10, vân vân. Quý vị cũng có thể phối ghép vào các dòng rebound của Cover. Đây là các đề cập về vấn đề phối ghép rất tuyệt vời cho mẫu loa Bose 601 Series 3. Các loa còn xanh, điều này chứng tỏ máy của loa còn rất mới. Đây là tổng thể phần thùng loa phía bên đây. Thùng gỗ lạng màu vàng, zin, đẹp. Mẫu loa Bose 601 Series 3 âm thanh rất tuyệt vời. Cặp loa có mức giá 43.500.000, tình trạng zin đẹp, series trùng số đúng cặp. Ngày hôm nay Tiến Dũng đang phối ghép cặp loa trên với bộ rebound của Cover. Đây là bộ rebound có cấu hình rất khủng. Chiếc bao tôi đang để ở phía trên Cover model TFM42. Bộ rebound của Cover đến từ Mỹ. Tất cả đều mặt phay nhôm. Chiếc rề là Cover model CT3 size 48cm. Ở đây tôi đang mở nội thất. Đây là phần chi tiết về phần nội thất ở phía đằng trong. Máy sử dụng 20 sò xanh đen. Anh em đang thấy dàn sò của nó. 20 sò xanh đen được bố trí độc lập dạng monoblock. Các linh kiện cao cấp. Anh em đã va chạm với thiết bị điện tử đều biết đây là những linh kiện rất đẳng cấp của Cover. Đây là hai tụ nguồn. Hai tụ nguồn có chiều dài khoảng 15cm. Chiếc bao Cover sử dụng 20 sò, có công suất nguồn lên đến 1500W, sử dụng điện từ 100 đến 120V, tần số 50-60Hz. Hàng được sản xuất tại Mỹ. Chiếc rề Cover model CT3 hàng Mỹ, sản xuất tại Nhật. Ở đây hãng đề Made in Japan. Với bộ rề bao này, anh em có thể kéo được hầu đa tất cả các dòng loa Bose từ 301, 401, 501, 601, 701 cho đến 901.
tiếng của nó rất tuyệt vời, mặt phanh nhôm đen bóng, tình trạng hàng bãi, zin đẹp, size 48cm. Có hai quai rất sang trọng, ở đây có hai dàn đèn led. Bộ rê bao cover model TFM42 và CT3 có mức giá 18 triệu đồng cả bộ. Chúng ta có thể phối ghép vào hầu đa các dòng loa Pioneer tầm như HBM100S180A, các dòng HBM150, các dòng loa JBL tầm bass 30 như L112, 166, 100 Century hay các dòng loa bầu, bất kể đời nào của loa bầu. Ghép rất tốt với rê bao này. 18 triệu đồng cho bộ rê bao cover đẳng cấp đến từ Mỹ. Anh em có thể ghép thêm một vang số Utin vào đây để thi thoảng hát karaoke. Chiếc Utin KM6FX dòng Professional Audio, hàng chính hãng, mức giá 3.600.000, kèm theo quà tặng là một bộ dây ba lăng. Và ngày hôm nay thì Dung cũng xin giới thiệu đến quý vị và các bạn hai thiết bị nữa. Đó là chiếc đầu CD Denon model S10 35 mã Limited. Đây là chiếc CD cao cấp của thương hiệu Denon, có thể nói là đầu bảng. Trong này sử dụng chip giải mã 24-bit Prosecco Float. Máy có mức giá 25.500, bao gồm dây nguồn và remote zin theo máy, tình trạng hàng bãi, zin đẹp. Và chiếc ở phía dưới này cũng là một model rất được quan tâm của thương hiệu Denon đến từ Nhật. Đó là model Denon 940V. Đây là chiếc âm ly nhận được rất nhiều sự quan tâm của giới yêu âm thanh, đặc biệt là các anh em thích âm thanh mạnh mẽ. Dòng này rất dễ phối ghép, sử dụng 4 sò Sanken 2 bit, công suất nguồn 216W. Máy tình trạng hàng bãi, zin đẹp. Chúng ta sẽ ngắm nghía một vòng với sản phẩm này. Các giác AV còn sáng choe. Đây cũng là một chiếc âm ly đặc trị tất cả các dòng loa bầu, phân khúc đồ gia đình. Tiếng của nó rất tốt. Máy sáng choe, tuyệt đẹp, không lỗi lầm. Máy có mức giá 16.500.000. Và quý vị đừng quên, ở cửa hàng Tiến Dũng đang có chương trình khuyến mại mừng 30 tháng 4. Từ nay đến 30 tháng 4, khi anh em mua bất kể sản phẩm nào của cửa hàng Tiến Dũng đều được khuyến mại 6 mét dây loa. Các sản phẩm có mức giá từ 5 triệu đồng trở lên đều được nhận quà tặng 6 mét dây loa Pro N của Ý trị giá 780.000. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn chúng ta sẽ cùng trải nghiệm một đoạn âm thanh với bộ cover kết hợp với cặp loa bầu 6L1 Series 3. Âm thanh được lấy trực tiếp từ chiếc TV Ethernet thông qua bộ giải mã của Denon S10 35 mã Limited. Nhau làm chi tình đã phai phôi, người đến rồi đi cho ta xây giấc mộng, mộng đã tan vỡ ta nhìn vào những cơn say. Hãy subscribe.
Xin cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào quý vị và các bạn.